Hello, chào mọi người. Hôm nay mình đang ở công viên. Công viên của... Không biết có phân chó không? Công viên này hay có phân chó? Mấy công viên hay có phân chó? Đó, công viên nha. Vừa này xe chạy ào ào. Cây này đẹp, nó cái cây đẹp, cây gọi là gì, cái gì mà nó không ăn, cây này nó ra phấn là nó rụng là nó bệnh cúm, dị ứng, nó đây nhiều cái đây đó nhiều. Công viên mỗi góc nó có một cái bộ bàn ghế đá để với lại viện có chỗ để con nít chơi. Công viên này biểu tượng của nó là cây bóng chày, chơi banh với lại cái cây chơi bóng chày. Đó, mỗi chỗ là nó có nướng, có lò nướng, có thể ra nướng barbecue ăn. Bên kia người tình, mấy đứa học sinh đang tập vợt để thi năng khiếu này nọ. Mỗi nhạc tập vợt thi năng khiếu. Mình đứng ở đây chơi vòng vòng thôi. Này xe đông, giờ này xe ào ào. Khu chỗ này có xe lửa mà giờ này chưa, xe lửa chưa chạy. Đi qua vậy, không đi qua vậy. Không thấy đường. Không thấy. Không biết có quay được không nữa mà chói quá, nhìn lên không có nhìn lên được. Chơi trong công viên. Đó. Công viên này là bằng chiếc banh bóng chày. Biểu tượng là chiếc banh bóng chày. Ở đây có khu
chỗ để mấy đứa nít nó chui qua. Vui chơi, vui chơi. Này là nước, nước chứa trong đó. Tới mùa nó sẽ xịt nước lên. Đó, những cái lỗ này nó xịt nước lên. Ở trên đó nước nó chảy xuống. Ở đây những cái bên này. Đó, này là biểu tượng là những cái bên bóng chày. Công viên này là công viên bóng chày. Để xây dựng thiết kế này. Đây là khu nếu cứ lượt tầm quá đi thôi. Đó, chỗ này là người ta chơi mấy đứa nít, phụ huynh dẫn mấy đứa nít tới đây chơi. Không có cái đường đi ta, thiệt tịch. Không có đường đi, đi lên cỏ nguy hiểm quá, đạp trúng cái của mấy con cửa hó là tiêu. Đó, đây là biết chưa mấy. Có đường đi qua không ta? Không có đường đi nè. Nó cũng vui chơi. Công viên cũng chỗ để con nít leo lên leo xuống chơi. Nó tập leo núi nữa nè. Có chỗ tập leo núi dành cho mấy đứa nít.